có. Tôi không có tiền ăn thôi. Dạ. Mà em có để ý không, cái không gian bếp của các cô chú á rất là gọn gàng và thậm chí là không có động một giọt nước ở bên kia nữa kìa. À. Và hiện tại thì Bùi Hồ cùng em Nhân Chứng đang có mặt tại khuôn viên của chợ Đào Hương. Ở clip trước thì Bùi Hồ có chia sẻ với cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn về cái khu vận chuyển hàng hóa từ chợ đi đến các nơi khác cũng như là người dân ở Lào đi chợ Đào Hương là như thế nào. Và muốn giới thiệu của các bạn cô chú anh chị clip tiếp theo đó là khu ẩm thực của người Lào. Và đây là một cái khu bán bánh mì cũng khá là hay. Đây là một ổ mì to đùng như thế này nè. À, mà không biết là bao nhiêu tiền luôn. Dạ. Đây là cô này là người Lào. Người Lào đó bán bánh mì là một cái bánh mì ở đây được vô bịch bịch nhỏ nhỏ. Đây là chắc đây là có lẽ là bánh mì ngọt. Dạ. Đây là bánh mì thịt. Bánh mì pate. Pate xí mại. Ship 10.000. 10.000 ổ này này là 10.000 kiếp là khoảng 15.000 tiền Việt Nam. Ổ 12.000 tiền Việt Nam, hai ổ, một ổ dài như thế này nè. Nhân có muốn ăn không? Dạ thử đi. Thử đi ha. À 10.000. Đây là một gian hàng bánh mì ở trong chợ Đào Hương. Gian hàng bánh mì này chắc là lớn nhất ở đây quá. Qua ngày qua. Anh họ sẽ mua thử ha. Đúng rồi. Tiền Lào thì có vẻ là khá là khó nhìn. 10.000. 10.000. Cô biết nói tiếng Việt kìa. Cô chỉ biết là bao nhiêu tiền thôi. Một ổ bánh mì này thì cô đã vô sẵn rồi. Và mình sẽ mở ra xem ở trong bánh mì này có gì ha. Xíu mại. Xíu mại. Một ổ 10.000. 10.000 không? Khoan nữa gì chỉ có 5.000 thôi nha. À, đây nè Nhân. Chỉ là xíu mại thôi. Bên đây có được một cái cọng hành to. Để ăn thử một tí ha. Ui dạ. Ngon quá. Ngon quá. Vào bịch sẵn như vậy á hả anh Hồ? Ừ. Vào bịch sẵn như vậy. Pate nè. Ngon. Ngon. Tiếng Việt, bánh mì ngon. À, có đề tiếng Việt nữa nè. Bánh mì ngon. Hết giá bao nhiêu này? Này nhiêu? 10.000 hay 5.000? Xíp xóng hết. Bà chát quên tôi nè. Mình biết cái từ là xíp phạn. Xíp phạn là 10.000. Khi nãy anh Hoàng có hướng dẫn mình hỏi bao nhiêu là bao cái gì em quên rồi ta. Anh Hoàng nhớ không? Không. Có nhớ quá, tiếng Lào có nhớ quá. Còn cảm ơn mình cũng quên mất tiêu rồi. Xíp bài. Xíp xóng. Xíp xóng. Nhân quay lên đây nè. Đây là cái khu đồ nướng của người Lào, ở trong này là nếp. Dạ. Không phải, không phải, không phải. Nếp ở bên đây. Hả? À. Dạ. Người Lào luôn. Cho để đây. Đây. À, Nhân em có chưa từng ăn nếp Lào đúng không? Để anh cầm máy cho em ăn thử cho cô bác với anh chị biết ha. À, đây là một gian hàng giống như là bán đồ ăn vặt vậy đó anh Hồ. Ừ. Bao gồm có những cái đồ nướng nè, có thịt nướng, cái này chắc xúc xích quá à. Ủa lạp xưởng quá à. Lạp xưởng. Cái này là xúc xích nè. Này là cá viên chiên. Xúc xích nè, cá viên chiên nè, bò viên nè. Và ngoài ra thì còn có nếp nữa. Không biết là nếp là bán chung với lại những cái này hả? Ăn với lại cái đồ nướng á. À vậy hả? Ừ. Và nếp là một cái đặc sản của Lào nha. Dạ. Lào, người Lào thì họ thích ăn nếp, họ ít ăn gạo lắm. Bây giờ thì Nhân sẽ mua một phần nếp đi, mua nếp với lại nếp với lại cái này. Nhưng mà hồi sáng mình không biết hỏi cái từ bao nhiêu là cái gì tự nhiên lại quên mất tiêu rồi. Nếp. Mình chỉ nếp, mình chỉ cho nếp. Người ta. Khò néo. Biết rồi nha. Đưa năm ngón tay ra. Năm ngón tay ra. Mua xôi à? Ủa của người Việt hả? Dạ. Trời ơi, hên quá. Mua gì? Có người Việt rồi. Mua xôi à? Ủa là xôi là ăn chung với cái này hả cô? Không, xôi là ăn chung với cái này. À, xôi chung với cái này. Thì đây thịt nướng, đây mì gà. Bao nhiêu một phần cô ha?
Xôi mua 2.000, 2.000 tiền lòng được, 3.000 tiền lòng được. Cái này 5.000. Cái này nhiêu? 5.000. 5.000. 5.000 là chúng 7.000 tiền Việt. 7.000 rưỡi tiền Việt. Dạ. À, cô kêu là lấy 5.000 xôi giùm mình được, cô bán không? 5.000 có chừng nhiều quá nha. Nếp á, không sao đâu. Không, hai người ăn 5.000 rồi. Dạ. Còn nếu hà phân. À, quên, à, cô hướng dẫn giùm cái từ hỏi bao nhiêu, giá bao nhiêu là mình hỏi như thế nào? À, giá bao nhiêu, lắc kha thôi đây. Lắc kha. Chết rồi, dài quá. Cảm ơn là gì chị? Khọp chay. Khọp chay, còn chay. Xì... Khọp chay. Còn khọp xin chào. Xin chào là... Spidey với khọp chay. Spidey, khọp chay. À, mình bóc á. Rồi, lại quên là hỏi bao nhiêu là cái gì rồi, dài quá. Spidey. Thôi em ăn luôn đi cho cô bác của chị thấy. Bây giờ mình trả tiền trước cái đã. À, còn có tiền lẻ đó không? Có. Vậy là hồi nãy là 5.000 xôi với lại 5.000 xôi với cái này cũng 5.000 luôn. Là 10.000. 10.000. 10.000. Mong. Mất buồn đó nè, sao đây? Chim hạ. 15.000. Ship hạ. Ship hạ là ship hạ phan. Ship hạ là 10.000. Ship hạ là 15. 15. Đây 10, đây 5. 10 nè. 10. 5 đây nè. 5. 15.000. Nhưng mà anh chia sẻ với Nhân như thế này là ăn bốc nha. Ủa vậy hả? À. Rồi bây giờ thì mình thưởng thức thử ha. Ăn bốc là bây giờ mình cứ bốc vào rong nét như vậy. Dạ. Chị là người tỉnh nào? Không biết. Chị sinh ra ở đây à? Cha mẹ sinh ở đây. Nhưng mà ba mẹ là người Việt. Ông ngoại bà ngoại là người Việt, ông nội bà nội là người Việt Nam. Rất là thơm nè, và dẻo. Mà mình ăn bốc như thế này đây giống như là ăn xôi giò ở Việt Nam vậy đó. Giò lại sau đó bốc như thế này nè. Rồi ăn miếng đồ nướng. Bốc luôn hả anh Hồn? Bốc luôn. Chứ bây giờ muốn có đũa cũng đâu có đâu. Cá đúng không? Không, thịt heo. Thịt heo. À. Cái vị sao em nói cho mọi người biết với. Thịt ở đây thì ướp có một cái vị nó hơi mặn mặn. Nhưng mà nó cảm nhận là nó đậm vị á anh. Tức là khá là nhiều gia vị ở trong này. Có mè nữa nè. Ăn với xôi. Nếp thì không có đường hay là không có gì hết á. Tức là nếp không thôi. Sẹp bò. Cho nên là nó lạc là ăn với cái này nữa là vừa. Ngon. Sẹp bò. Ngon. Ngon nói sao? Sẹp. 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 Very sẹp. À, cái một người đồng hành với anh em mình đó là anh Ngân cũng muốn thưởng thức nếp. Anh Ngân ơi. Anh Ngân ơi qua thưởng thức nếp nè anh. À, cái nếp của Lào á là một trong những loại nếp mà ngon nhất thế giới. Và em thấy ăn nếp thì như thế nào? Nếp này rất là dẻo. Anh thưởng thức nếp với lại Nhân đi. Bóc luôn anh. Bóc bự lên, bóc vậy ăn đâu bóc đủ. Nhiều vô. Ngon. Một nấm vậy ạ. Nếp rất dẻo, hột dài rất dẻo, ngon. Bóc luôn một cục, như là cục xôi giò vậy đó. Anh chia sẻ với Nhân như thế này, người Lào thì họ ăn nếp hay có nghĩa là ăn gạo nếp á và ăn xuyên suốt ngày vậy đó, đi làm là đem theo một cái thố theo để mà ăn. Ăn với thịt luôn đi chú. Ăn nếp ăn chung với miếng thịt này chứ. Anh ăn kiêng. À dạ. Rồi ok. Tạm thời mình cất vào ha. Mình sẽ đi chia sẻ tiếp. Cũng rẻ ha anh Hồ. Rẻ. Một sâu thịt như thế này. Dạ, cái này 5, cái này 10. À. Là 10, 15 nghìn. Có một điều mà anh Hòa anh chia sẻ với mình. Đó là đối với người Lào á, không khách du lịch hay là người Lào thì họ vẫn không có chặt chém hay là chèo kéo. Mua dạ. Mua thôi, và em có cảm nhận được điều đó chưa? Đúng rồi. Không có chèo kéo hay là có một cái gì gian lận hết đó đúng không anh? Đi, mình anh em mình đi tiếp. Bánh mì của mình nữa kìa. À quên. Đi chợ này nhìn cái gì cũng ngon á, một hồi mua xong chắc bỏ quên tùm lum quá. À.
Cảm ơn chị nha. Dạ. À, quên nữa rồi. Xịp khọt. Khọt chay. Khọt chay. Rồi, khọt chay. Phải đáng nhớ được. Lại. Đó, đúng. Khọt chay lại lại. Khọt chay lại lại. Là cảm ơn rất nhiều. Dạ. Khọt chay ha, phải nhớ nha. Còn Spidey là xin chào. Spidey. 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 À, học được mấy từ cũng cũng hay hay. Từ bao nhiêu dài quá. Ờ. Cô vừa chưa? Dạ. Có người Việt nữa. Anh người Việt luôn hả? Anh cô vừa chưa? Có vợ chưa? Anh qua đây lâu chưa? Bao lâu rồi? Anh là sinh xa ra đây hay là ở Việt Nam? Việt Nam. Sinh ra Việt Nam. Anh là tỉnh nào ta? Người ta nói với tụi em gì nào? Qua bên đây là đi đâu cũng gặp người Việt, đi du lịch Lào chỉ cần nói tiếng Việt thôi. Được. Gặp người Việt cả. Hôm nay ở đây thì buôn bán như thế nào anh? Bình thường rồi đó. Dạ. Anh là bán về mặt hàng gì? Ừ. Ôi chị này lần trước gặp nè. Áo quần giày dép đi. Áo quần giày dép. Giày dép đi. Dài qua đó luôn. Nhiều nhiều gian hàng dữ vậy. Bên đây, bên đây. Đa số người Việt mình qua đây là bán đồ thô. Còn người Lào thì sẽ bán ẩm thực. Chỗ nào là khu ẩm thực của Lào anh? Chỗ nào là khu ăn uống của Lào? Đi thẳng đồ luôn. Đi thẳng luôn. Đi thẳng được nha. Dạ. À, cô này bán tất cả các loại bánh như là bánh bông lan nè. Bánh này bánh gì cô? Bông lan luôn hả cô? À. Cô này là một người Việt. Cô qua đây lâu chưa cô? Dạ cô ở đây. Dạ cô ở đây luôn ha. Dạ. Nguyên cái chợ này á nhân là đa số là người Việt buôn bán hết. Và đặc biệt em thấy cái nền chợ thì rất là sạch luôn. Và đây là cái khu ẩm thực riêng biệt. Cô bán nhiều bánh không nha? Bánh này bánh gì hả cô? Nem. 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 Này chắc chả lụa nè. Thực sự đi chợ mình nhìn món nào mình cũng muốn mua hết á anh Hồ. Mà nếu như mình mua một hồi là mình xách không hết luôn á. À. Đây là khu chuyên về ăn uống. Được. Cho ngồi lại để ăn. À, bên đây á thì cô chú anh chị ở đây sắp bàn ở bên đây nè. Ở sắp cái khu mà bếp á bên đây. Còn bên đây là bàn để bán, thấy không? Ngăn nắp. Dạ. Làm YouTube. Dạ. Họ làm YouTube. Làm YouTube à. Dạ. Còn người Việt nữa. Phải lặp lại đây lần à? Dạ. À, cô bán ở đây mà đúng không? Đúng rồi đó, em ngồi lại. Hôm đó gặp cô á. Dạ, không ngày buôn bán sao rồi cô? Bán không được. Dạ. Cô ở tỉnh nào con quên rồi ta? Sống Đá. Đấy là Sống Đá. Ở Việt Nam hả? Dạ. Ở Việt Nam là ở đi đó Hà Nam Ninh nữa. Ninh Bình gì Ninh Bình đó, Ninh Bình đó. Ninh Bình. Ừ, Ninh Bình. Quê bố mẹ đó. Dạ. Bạch Cừ á. Bạch Cừ, Ninh Bình. Em nói qua xuống phết ai hậu thế ở nước ngoài mấy người em gái ở Điện Biên họ hỏi á. Dạ. Họ coi họ thấy á. Ở đây khu này là người Lào, người Việt mình hết. Này Việt Kiều mình hết, đồng bào Việt Kiều. Dạ. Bán hàng. Con ấn tượng là cái khu chợ của người Việt mình ở đây rất là sạch sẽ luôn á. Sạch sạch. Ở Quảng Xê là chợ này là sạch nhất. Chợ này cả sạch cả rộng, mùi thoải mái. Bao lâu rồi cô chưa về Việt Nam? Nói để tháng sau đi nè. Dạ. Nói để tháng sau về Huế. Dạ, cô qua đây là cô bán gì quên là bún đúng không? Bán cháo, bánh phở, bánh mì. Cô qua đây giới thiệu cho mọi người luôn đi. Hả? Cô qua đây giới thiệu cho quý khán giả biết luôn đi. À, cô giới thiệu món mình bán đi. Ừ. Làm thế, từ nhỏ tôi đi làm. Ừ, làm đi nè. Dạ. Đây là nhân, nem là nhân. Nè, đây có hết nè, có nem nướng, chảy giò, cái gì có đầy đủ hết. Có dạ. Bánh cháo, bánh phở, bánh mì. Dạ. Muốn ăn gì thì ăn. Ai đi qua cứ ghé lại. Dạ. Chả giò nè. Chả giò đó, nem nướng, nem lùi đó. À, bánh bánh cuốn nè. Cuốn bánh ướt. À, bánh này là bánh ướt. Bánh ướt hả? Bánh ướt tròn tròn. Bánh bèo có đó. Bánh bèo. Bèo. Bánh mì ăn cái đó không ngon đâu, cái ngoài cái kia nó ngon. Người Việt mình hiện nay là bán ở đây còn nhiều không cô? Ở trung tâm là Việt hết rồi. Dạ. Dạ. Việt Kiều hả? Dạ. Việt Kiều. Việt Kiều Lào. Việt Kiều Lào. Việt Kiều Lào. Dạ. Thì mình để bên đây nè. Còn món nóng là cô bán món gì vậy? Đó có cháo, có phở, có hủ tiếu, mì vang. À. Còn là đặc sản không à? Cô bán ở đây chủ yếu là người Việt ăn hay là có người Lào nữa? Lộn xộn, Việt có Lào có, dạo này thì bán được kiểu tour ở phía
Thái Lan thế gì thì Campuchia để mình bán được. Nó hết Covid rồi, hậu mà mở cửa khẩu là mình bán được. Rồi, cảm ơn cô, chúc cô mua mai bán đắt ha. Rồi, cảm ơn. Đây là xương sa, xương sáo. Đây là cũng bán cái gì? Này là gỏi cuốn. Dạ. Chào cô. Có cô này quen nè. Cô nhớ con không? Mùi hồ sao mà không nhớ. Dạ. Dạ mới lên. Dạ. Ở ngày buôn bán được không cô? Dạ. Cô coi xem của mình trên YouTube không? Xem chứ, người coi đông quá. Người coi đông quá. Nhưng mà người ta khen cô mà, người Việt mình, cộng đồng của mình, người Việt ở đây rất là hòa đồng. Cô đó nữa kìa. Cái này bà chị đấy. Dạ, thì hôm trước con có gặp cô đó. Dạ, cuộc sống của mình khỏe hả cô? Hôm nay đồng hành với con có lại bạn của con nữa. Hai người bạn. Chào cô. Chúc cô. Chào. Giống nhau, chúc cho con bình an nha. Dạ. Người giống đẹp trai nha. Dạ. Người đẹp trai nha, từ nhỏ quá, chúc người quá. Đẹp trai ra. Đẹp trai lại. Hơi kiêu. Thân mơ nhiều. Lại. Dạ. Con này thì bán cháo, ba hai chị em á. Bán đủ kiểu. Cái gì cũng bán hết. Cái gì cũng bán, người mà hoặc báo bán giống nhau. Ai mua bán hết. Dạ. Ủa, ăn cháo tại chỗ là một cái tô với một cái bịch cháo như vậy á hả? Bưng đi. Bưng đi cho họ đi xe. À. Bưng đi cho họ. Họ tự đổ ra ăn. Ờ, ra ăn. Dạ. Bán ra mình bán ở đây. Dạ. Phòng cháo như vậy là bao nhiêu cô? À, 15, 20, 30 tùy. 15, 20, 30 tùy ít nhiều. Dạ. Gốc cô là ở Quảng Bình. Quảng Bình, Nghệ An. Quảng Bình, Nghệ An. Này Quảng Bình. Dạ. Qua đây thì không có sợ thiếu món Việt để ăn đúng không? Đúng rồi. Cái gì cũng có hết. Cái gì cũng có. Cũng có tiền ăn thôi. Dạ. Mà em có để ý không? Cái không gian bếp của các cô chú á rất là gọn gàng và thậm chí là không có động một giọt nước ở trong kia nữa kìa. À, bánh ngon này, nóng rồi. Dạ. À, bánh này ngon. Cái này hai, hai bánh này là bao nhiêu? 6.000 kiếp. 6.000 kiếp. Một bánh 3.000. Một bánh 3.000. Lấy 3.000. Thôi con lấy hai cái đó luôn đi. Ngon lắm. Ăn gọi là mê ly luôn. À, gọi là bánh tổ ong. Cô có muốn gửi lời nào đối với ông bà cô chú bà con ở Quảng Bình không? À, hỏi thăm sức khỏe dồi dào. Dạ. Vì là con cháu được về mình làm ăn quá. Dạ. Có thời gian. Dạ. Ôi nóng hổi luôn. À, để ăn liền mới được. Nóng hổi. Dạ. Dạ. Có gì cùng về giống nhau. Dạ. Này là 2.000. Cái này 2.000 nữa là 4.000. Người ngồi kìa. Lên đâu mặt cũng đẹp hè. Chết rồi, còn có 4.000 lẻ hả anh Hồ? Anh Hồ có đó. Còn, anh còn. Rồi hả? Chứ mà bà... Đi nè, cô không về à? Đây là cảnh hai em đã xin chào hả? Xin chào. Dạ. Anh này nữa nè. Chào anh. Dạ. Hôm ngày mình mua bay bán đất hả anh? Em mới qua. Dạ, anh nhớ em không? Nhớ chứ. Dạ. Dạ. Đây là em, bạn của em, tên Nhân. Dạ. Dạ. Đây là quán chè. Chè sao? Chè Việt Nam nè. Chè Việt Nam. Có bánh ngọt nè, có chè chuối nè, chè đậu trắng nè. À, thốt nốt. Anh nhớ. Dạ. Anh Hồ có muốn dừng chân ở đây không? Em muốn ngồi đây ăn cái gì? À,
Muốn người ăn chè hay sao? Chè không chú. Chè này là nấu theo phong cách của người Việt hay là người Lào anh? Ồ, người Việt mình luôn á. Nào. Tự làm. Chè chuối dạ. Vậy phải không? Chè chuối. Ồ, chè chuối kìa. À thôi bây giờ ngồi ở đây làm một ly chè xương sa xương, cho em một ly xương sa xương sáo đi. Hai thứ này hả? Dạ dạ. Có ăn thập cẩm được không? Thập cẩm được. Thập cẩm cũng được. Dạ. Chè thái này, biết là chè thái. Dạ. Chè thái đi, cho em ly chè thái đi. Rồi, chè thái nhá. Chén chè thập cẩm. Cái chén chè này thì có xương sa, xương sáo, bánh lọt, rồi hạt lựu. Đó. Chén chè này không biết là bao nhiêu tiền, như tiền 10.000 kiếp. 10.000, 10.000 thì khoảng 14.000 tiền Việt Nam. Nhưng mà nước cốt dừa nhiều à? Đâu đó. Ngon á. Ngon quá. Ủa cái nào nhiều hơn đó? Tốt nốt quá nào. Ngon quá anh Ngân ơi. Mà cô chú anh chị ăn chè à? Có mùi dầu dừa. Tụi em gửi tiền. Dạ. Dạ. Trả 3 chén 30. 30.000 kiếp. Dạ. Tiền Lào khó nhìn thiệt luôn anh. Tờ này là 20, tờ này là 50 đó. 50 nó giống giống nhau vậy á. Thưởng thức một cái tô chè rất là ngon thì đi vòng vòng đây tí xíu nữa. Dạ, chào. Ở đây là khu ẩm thực của người Lào á. Dạ. Dạ. À, đây là cái tô to đùng như thế này nè. Lào. Cái tô rất là to luôn. Dạ. Có phải xa cao đi đây đâu. Xin 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 khó xin khó. Xin khó nữa. À, và bao nhiêu đó thì cũng đủ cho cô bác quý anh chị thấy về cuộc sống của người Việt tại Lào cũng như là cái khu chợ Đào Hương, một cái khu chợ lớn nhất của thành phố Chăm Ba Sắc, tỉnh Bắc Xế. Và hành trình tiếp theo á, là các anh em sẽ đi về thành phố cũ của Chăm Ba Sắc, đó là đền Hoạt Phu, để kể cho cô bác quý anh chị nghe một cái câu chuyện khá là hay. Và xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau.